khán giả đã đến với chương trình Ngạc nhiên chưa. Hôm nay anh em chúng ta giống như trở về tuổi thơ, mà cái thời mà học sinh á. Mà là tam ca áo trắng. Tam ca áo trắng hả? Mình hát bài đi. Giống như Minh Tú, Minh Thư, Thuyết Ngân vậy nè. Trời nhẹ dâng lên cao, hồn tôi tự như bóng chim vươn đôi cánh mềm, mùa hạ trên chốn nào bình yên. Chua chua yeah. Em bé chua hả? Chua à, người ta bè cái đó dễ thương lắm. Chua à, tao mà tu qua à, thôi bỏ đi, mình làm tam cao trắng mấy chị mày coi lại mấy chị cười mình chết. Mình làm đúng cái vai trò của mình ngày hôm nay thôi. Về vị trí chuẩn bị chào đón người chơi của chúng ta đi nào. Xin mời hai người chơi của ngày hôm nay. Wow, màu trắng luôn. Chào hai em. Dạ, em mà chị công ạ. Nhận nha, hai em nó bước ra cái nhìn thấy giống học sinh thiệt. Đúng tự nhiên á, hai đứa nó bước ra cái thấy mình lên bàn vàng ban giám hiệu rồi đó. Giống như anh là hiệu trưởng, em là hiệu phó, em là cô giám thị vậy đó. Em sinh viên. Em sinh viên năm nhất. Ok, muốn nói gì nói đi Phật. Quá nè, không có tranh cãi với em Thúy Ngân. Hai em, giới thiệu về mình nào. Xin chào tất cả mọi người ạ. Em là Cara, em 23 tuổi và đang hiện tại là ca sĩ trực thuộc công ty Dreamers Entertainment ạ. Tên Cara, em tưởng tên thêm chữ ok nữa chứ. Dạ, xin chào tất cả mọi người, xin chào anh Lại Nghĩ, chị Đăng Thư và chị Thúy Ngân ạ. Em là Jason, năm nay em 22 tuổi và hiện tại em đang là ca sĩ ạ. Cara và Jason, cả hai bạn đều là ca sĩ trẻ. Bây giờ hai em sẽ chọn về đội của ai? Không, em được chọn. Em được chọn ạ. Được chọn chứ, mình là khách mời mà. Nhưng mà có vẻ hơi khó. Sao rồi? À, thôi bây giờ chắc là em chị ca sẽ tù xì. Em thì phải thắng, thắng. Thắng. Thua thì phải biết thua. Chọn cho dễ, cho đỡ. Hai em trước nè. Rồi. 1, 2, 3. Em thắng. Em thua. 1, 2, 3. Chị thua. À, là mình thắng đúng. Em với chị về với nhau. Mời bay đi. Mời cái đoàn qua với Thúy Ngân. Chúng ta sẽ bước ngay vào vòng thi đầu tiên của Ngạc nhiên chưa. Vòng 1, chúng ta đoán tên bài hát thôi, có 7 bài hát tất cả. Và tên bài hát thì sẽ được viết tắt như những cái hashtag. Và mỗi đội sẽ có 10 giây để đưa ra đáp án của mình. Cuối vòng 1, đội nào mà đoán đúng được nhiều bài hát hơn thì đội đó được 3 điểm vậy thôi, đội còn lại thì được 2 điểm. Và bây giờ mời các em xem từ khóa đầu tiên. Chị bấm rồi chị, ạ. Cảnh sát. Hết giờ. Tên bài hát nha. Tên bài hát mà lại có cảnh sát hả? Con sông. À con. À, à, cái bài này. Quang Linh. Chim sáo ngày xưa. Chính xác. Chim sáo ngày xưa. Ngày xưa anh Quang Linh là nổi tiếng với những bài hát như thế này. Chim sáo ngày xưa nè, rồi Ca dao em và tôi. Đúng rồi, đó, những bài đầu. Đó, những bài hát mà đưa tên tuổi anh Quang Linh đến gần với quý vị khán giả hơn. Từ khóa đầu tiên để giúp cho Thúy Ngân giành chiến thắng 1-0. Từ khóa thứ hai. Khi người lớn cô đơn. Trời, chị Ngân một sáng tác và thể hiện bởi Phạm Hồng Phước. Khi người lớn cô đơn. Và tỷ số bây giờ là 2-0. Chúc mừng Thúy Ngân. Chị đừng giận em nhé, em là ca sĩ nhưng mà thực sự là cái vấn đề tên bài hát tên bài hát thường thì sẽ không nhớ. Vấn đề ạ. Ôi, còn hát start nữa. Không sao, mới có 2 thôi em. Còn vẫn còn nhiều cơ hội lận. 5 từ khóa đang ở đây. Tiếp theo, từ khóa số 3. Rồi. Hết giờ, Thúy Ngân. Còn mãi còn, không. Chuyện mưa. Em có chốt ra đáp án không? Có. Đó là đáp án. Chính xác.
Này đoán đại đúng không? Em đã nói là chuyện ma rồi đó. Không nhận là em đã nói chuyện ma rồi. Nếu mà đoán đúng là la lớn. La lớn. Đoán đại mà trúng. Và tỷ số được nâng lên là 3-0. Từ khóa thứ tư. Hà Nội lớn. Hôm nay. Hôm nay là hết giờ. Hãy nói luôn. Hỡi người lính. Hỡi hôn nhau lẹ. 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 Hôn nhanh lên. Một loài hoa. Hoa Ngọc Lan. Hương Ngọc Lan. Hương Ngọc Lan, chính xác. Hương Ngọc Lan. Ca sĩ Mỹ Linh. Tỷ số bây giờ là 3-1. Từ khóa thứ năm. Trực tiếp. Tên bài hát. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Chính xác. Ái hay quá. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Hay quá. Bắt đầu quen rồi đó, bắt đầu vô nhịp rồi đó. Bắt đầu vô gì ạ? Bắt đầu vô. Đáng lên cưng lá hơn cưng. Một bài hát rất là dễ thương với tiếng hát của ca sĩ Ái Phương. Tỷ số bây giờ là 3-2. Ôi nguy hiểm quá. Từ khóa số 6. Ủa sao không ăn? Chị bấm rồi sao em ăn nhỉ? Hết giờ. Xe buýt 2 tầng. Xe buýt 2 tầng. Wow. Em nhớ mà ý, em mong mãn rồi. Xe buýt 2 tầng. Cái bài này là những bài này là bài tuổi thơ của em, thôi để em luôn. Và tỷ số bây giờ là 4-2. Tiếp nha, từ khóa thứ 7. Đó đi em, lượng của mình á. Mù u. Mù u gì chị? Mù u à. Mù u. Mù u. Thúy Ngân. Mãi u. Mãi u. Khúc nhạc xưa. Anh dạ. Mong ước kỷ niệm xưa. Mong ước kỷ niệm xưa. Vậy mà không nhớ ra bài này. Và tỷ số bây giờ là 4-3. Tỷ số là 4-3 cho nên là các em sẽ nhận được số điểm thưởng là 3 điểm. Còn đội Nam Thư là 2 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi thứ hai của Ngạc Nhiên Chưa. Chào đón quý vị đến với vòng thi thứ hai của Ngạc Nhiên Chưa. Ở vòng 1 thì cũng rất là căng thẳng, kịch tính, đối đầu giữa hai đội chênh lệch nhau chỉ có một ít điểm mà thôi. Chúng ta sẽ đến với vòng 2 bằng cách là hãy chọn một con số ở đây, đọc gợi ý cho đồng đội mình nghe, vẽ lại lên trên tấm bảng này cái cụm từ khóa đó, vẽ thôi chứ không được viết chữ, không được viết số. Đoán đúng thì mình sẽ có 2 điểm. Mời Cara trước bởi vì đội em đang dẫn điểm. Là em sẽ là người vẽ cho chị Đăng nói ạ. Em chọn số mấy? Số mấy ạ? Em thích số mấy, em cứ chọn. Số 6 ạ. Okay. Đây là tên một trò chơi nhân gian. Dạ. Khoan cho em đọc lại. Ok. Dạ. May. Trời ơi. Quen. Trời ơi, con này khó dễ rồi mà còn quen nữa Ngân. Động não nào. Rồng rắn lên mây. Rồng rắn lên mây. Dồn. Đó là một trò chơi hồi nhỏ vẫn thường hay chơi. Rồng rắn lên mây. Có cái cây lúc lắc trong cửa nhà không? Em chưa chơi chỗ bài vẽ con rồng luôn á. Không, nhưng mà em cũng rất là thông minh khi vẽ cái từ đơn giản nhất là cái từ mây. Rồi bên đây là cái dấu mũi tên lên. Đó, rồng rắn lên mây. 2 điểm dành cho đội Thúy Ngân và Cara. Mời Jason. Ok ạ, hôm nay Jason. Dạ em sẽ chọn số 5 đi ạ. Số 5. Jason chọn số 5. Ok ạ. Tên. Không đọc gợi ý.
Đây là tên một loại hoa nha chị. Hoa mẫu đơn. Coi em nó vẽ cái đã. Hoa dâm mục. À... không đừng nói. Đừng nói, đừng nói. Hoa lo kèn, hoa lo kèn. Ôi vô chứ. Em định nói hoa mắc cỡ. Đó là hoa loa kèn. Em còn tự cái đó cái rìu cơ. Em cho anh biết em vẽ cái gì vậy? Chứ rìu. Dạ chứ loa tại vì anh chưa dạ kèn bởi vì chị Nam Thư thông minh quá, em chưa kịp phát họa. Nhưng mà ý em vẽ là vẽ cái loa đó hả? À, cái kèn. Kèn đấy là kèn gì nhỉ? À, cái loa, cái kèn, cái loa. Cái loa em không biết, em vẽ cái loa cái kèn nữa. Cái loa, không biết cái loa hay cái kèn. Nhưng mà nhờ đồng đội thông minh cho nên vẫn đoán được cái từ khóa này, mang về 2 điểm. Lượt tiếp theo mời hai đội trưởng. Hai em chọn số mấy? Số 3. Đây là tên một cuộc thi 4 từ. Các em có thể nhìn cả hai bức tranh luôn. Hoa hậu. Hoa biển. Hoa hậu đại dương. Chính xác. Đó là từ hoa hậu đại dương. Hoa hậu đại dương mang về cho đội Nam Thư 2 điểm. Lượt cuối cùng mời Jason và Kara. Lượt này là hai người luôn ạ. Cùng vẽ một lượt. Các em chọn số đi. Số 4 ạ. À? 4 là từ đó. Vậy số 2 nha. Thỏ. Đây là một câu thành ngữ. Lấy bút trong học. Jason. Em lại quên đọc thư rồi. Rồi. Ngồi xuống. Khỏi đánh số, viết vẽ đi. Trời ơi, em cứ vẽ đi chị biết hả? Đó. Cứ xin lập nghe. Đầu rồng, đầu voi, đuôi chuột. Đầu trâu mặt ngựa. Đầu trâu mặt ngựa. Đang định vẽ con ngựa luôn đấy. Đó là đầu trâu mặt ngựa. Chị có nhìn bên đây đúng không? Đây là đáp là gì em? Em nói lộn. Đầu rồng gì hả? Đây đến coi thử coi. Đây có bức tranh bên đây là cái đầu vẽ mũi tên như nè. Này con trâu, hai cái sừng. Mặc dù vẽ cái mặt như con heo. Đầu trâu mặt ngựa mang về cho đội Nam Thư 2 điểm nữa. Và như vậy là tỷ số sau khi kết thúc vòng 2 là 5 điểm đội Thúy Ngân và 8 điểm đội của Nam Thư. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Em sẽ ra về với số tiền thưởng tương ứng với số điểm của mình em nha. Chào tạm biệt hai chị em. Chào mọi người ạ. Thôi mình đi. Mình đi về, mình đi học nè. Mình đi về. Mọi thứ trôi qua nhanh quá, em chưa kịp. Em vẫn đang bàng hoàng đúng không? Em mới chưa hiểu điều gì đang xảy ra với mình nè. Em được vào vòng đặc biệt nha. Vòng đặc biệt của Ngạc Nhiên Chưa. Chúng ta đã có mặt ở vòng đặc biệt của Ngạc Nhiên Chưa. Bây giờ thì em còn ngạc nhiên về cái sự có mặt của mình ở đây nữa không, Jason? Bớt rồi. Vừa nãy còn ngạc nhiên, bây giờ đỡ rồi ạ. Giờ tỉnh rồi phải không? Giờ tỉnh rồi. Bây giờ mình hãy tập trung cho cái vòng thi quan trọng này trước cái đã. Bởi vì cái vòng này khó lắm nha. Cái vòng này cần em phải sự là tỉnh táo và phải tinh ý nữa, phải đoán đúng ý của Nam Thư để mình có thể mình ghi được điểm. Vòng này chúng ta sẽ gặp gỡ với một nhân vật đặc biệt. Không biết lần này ông ra với phong cách âm nhạc gì đây. Chúng ta hãy cùng chờ đón quý ông Ngạc Nhiên. Lẽ ra cái động tác cuối là phải tràn vô chỗ cái sân giữa đó. Đâu có, phải dặn cà khịa anh Nghĩa đó. Ta đang dặn mặt anh cà khịa anh đó. Đó, cái khớp chưa? Chưa. Lạ chưa? Theo anh nghĩ là cái chỗ cái sàn nhảy này em phải tràn ra, em lê lết nằm xuống tạo dáng là kia nó ấn tượng. Đó, kiểu vậy. Ke đâu nữa, ke đâu nữa? Ke đâu? Ke được không? Được còn không? Ke được không? Đó. 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 Đó.
Yeah. Đúng không? Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mình đến sẽ với vòng đặc biệt của Ngạc Nhiên Chưa. Yeah. Yeah. Em hãy lắng nghe thật kỹ thể lệ cuộc chơi hôm nay. Yeah. 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 Sẽ có 15 từ khóa cho em giải đáp và em sẽ nhìn hành động và lời nói của chị Nam Thư. Yeah. Yeah. Em sẽ phải đặt cược số điểm của mình đang có. Và trong thời gian 3 phút, em phải trả lời những từ khóa thật khó của chương trình. Yeah. 15 từ khóa, nếu em trả lời nó đúng thì em sẽ được nhân 4 số điểm đặt cược. Yeah. Còn 13 từ nó đúng thì em sẽ được nhân 3 số điểm mà mình đặt cược. Yeah. Đúng 10 từ khóa thì em sẽ được nhân 2. Còn quá 3 phút mà không được từ 10 khóa còn quá 3 phút mà không giải đáp được 10 từ khóa thì em sẽ mất đi số điểm mà em đặt cược. Ok, em đã hiểu không hả ca sĩ Jesus? Yeah. Chị thật sự tự hào về em quý ông Ngạc Nhiên. Mọi người vỗ tay cho quý ông Ngạc Nhiên nào. Thưa quý vị, sau mấy trăm số phát sóng thì quý ông Ngạc Nhiên đã thay đổi, đã lột xác, đã ấn tượng hơn, thú vị hơn rất nhiều. Nhưng mà cái điều quan trọng em đang lo lắng bây giờ là không biết là người chơi đã hiểu được luật chơi của chương trình chưa. Nãy giờ em cho mọi người nói xong, bây giờ em muốn hỏi là anh là không biết luật chơi như nào, em mới chơi. Nãy nói hiểu đi, giả bộ nói hiểu đi, còn lát nữa cắt máy anh giải thích sau nha. Em hiểu không? Em hiểu không? Hiểu không? Dạ hiểu. Trời ơi, đọc rap hay vậy làm sao mà em không hiểu đúng không? Mẹ nó nói cái từ hiểu không hề gượng ép chút nào nha. Rồi, vậy thì giờ đặt cược đi nào. Hai thôi. Em nghĩ là hai, mình an toàn nha. Mình hai. Cũng kiêm tốn đi. Dạ, kiêm tốn. Đặt cược 2 điểm, mời hai chị em vào vị trí. Và bây giờ sẽ là 15 từ khóa dành cho Jason. Bắt đầu. Bốn từ. Tên một bộ phim rất rất hot ngoài rạp luôn á, 4 từ. Thưa mẹ con đi. IT. Phim nước ngoài, phim Mỹ. Phim nước ngoài. Ở trong rạp xiếc, nhân vật gì làm gây cười? Chú em mắc quái. Đúng. Sáng. Buổi sáng uống gì màu đen? Buổi sáng uống gì màu đen? Uống gì màu đen á? Uống gì mà từng giọt, từng giọt rớt xuống á. Cà phê. Quảng Ninh nổi tiếng về cái gì? Cà phê đen đá. Mỏ gì ngoài mỏ Quảng than. Ninh á? Cà phê than. Màu gì? Cái ghế là ngồi cà phê than đỏ. Cà phê than đỏ. Đúng, chính xác. Cái món gì mà mấy người già uống buổi sáng, uống vô mất ngủ buổi sáng. Uống gì đánh cờ? Trà. Màu gì? Màu gì? Trà xanh. Cái trái gì mà ăn vô nó chua? Trái gì chua? Chua. Chanh. Trà xanh chanh vàng. Trà xanh chanh quất. Trà xanh chanh chanh cái này là cái gì? Chanh dây. Ok. Trà xanh chanh dây. Chính xác. Thôi bỏ đi. Cái ba từ người ta trồng là thường trồng gì, trồng cái gì xanh, trồng cây. Cái rau gì mà ăn vào nó chua á, cái lá nó tròn tròn này nè, ăn vào lá nó chua, lá hình trái tim vậy nè. Rau má, rau diếp. Đúng rồi. Con gì bơi dưới nước? Rau diếp cả. Hồi nãy là mình nói là trồng gì, trồng cây. Cây rau diếp cả. Ba từ cây thôi. Cây diếp cả. Đúng rồi. Cái gì mà trong sạch sẽ, hút bụi, máy bụi. Đúng. Chính xác. Bộ phim rất hot ở rồi đấy. Có Quốc Trường này, có Bảo Thanh này, 4 từ. Có chú Trung Anh đấy. Về nhà đi con. Đúng. Một bài hát của Subin Hoàng Sơn. Hôm nay. Sau hôm nay là? Là? Ngày mai. Nếu ngày mai. Đúng rồi. Ngày mai đi. Đúng rồi. Gửi theo hương hoa. Mây mù răng lối. Chính xác. Qua đi. Tốt chân trái gì? Trái gì tròn bự? Trái màu gì? Xanh. Màu xanh. Mai ăn tim. Trái gì màu xanh? Xanh ruột đỏ. Dưa hấu. Lấy từ đầu lấy thôi. Lấy từ đầu. Hậu dưa. Vua gọi là gì? Đức cái gì vua thượng? Gọi là gì? Cái hoàng. Đó. Dưa hoàng đế. Dưa hoàng. Người ta mai đồ cái gì? Mai đồ là gì? Dưa hoàng kim. Chính xác. Rồi ba từ một cái nghề. Biến ra cái này, ảo thuật gì? Ảo thuật ra. Chính xác. Một bài hát. Bao biển với bông là gì? Hoa. Hoa thì nở. Trái ngược với ngày. Đêm. Hoa nở đêm. Đây là từ cuối cùng. Hoa nở. Hoa nở. Ngày đêm hoa nở. Trái với đi. Trái với đi. Hoa nở đứng đứng đêm. Hoa nở. Hết giờ. Hoa nở. Về đêm. Về.
Cái tiếng chuông nó cứ vang lên, nó làm cho mình rất là bị căng thẳng đúng không? Đúng rồi, căng thẳng. Quý ông ngạc nhiên. Không biết là cái cảm giác mà khi trả lời như thế nào mà em thấy là bạn ấy đứng bạn trả lời. Bạn ấy đứng bạn nhảy hip hop rồi giống như em luôn. Thôi là không biết là bạn Jisoo đã trả lời được bao nhiêu từ khóa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ giây lao và tổng kết lại xem số điểm của bạn ấy đã đạt được là gì nhé. Xin mời. Đây là kết quả của bạn Jisoo. Bạn đã trả lời rất tốt khi mà bạn trả lời được rất nhiều từ khóa. Bạn nghĩ mình trả lời được bao nhiêu? Đó, để tôi nói cho bạn không cần phải nói nhé. Kết quả là gì? Với 9 từ khóa, bạn sẽ không đạt được những gì mà mình mong muốn. Bạn đang mong muốn điều gì hả Jisoo? 9 từ khóa. Phải chi mà nãy mà 9 từ khóa là một đáp án dừng lại ở đó. Và 10 đáp án là một đáp án chính xác. Và bạn ấy đã được nhân đôi số điểm của mình. Chúc mừng Jisoo, năm nay em đã có được một cái gọi là một cái thành tích rất là cao. Số điểm 2 em đặt cược sẽ được nhân đôi lên là 4, cộng với 6 điểm còn dư là 10 điểm, tương ứng với 10 triệu đồng. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Ngạc nhiên chưa xin được phép kết thúc. Chương trình cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và chương trình của chúng tôi phát sóng hàng tuần vào lúc 19 giờ thứ tư trên kênh HTV7. Xin chào, tạm biệt.